Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì chúng ta đã được học ở cái phần 1, đó chính là cộng trừ hai số hữu tỉ rồi đúng không nào? Thì cộng trừ hai số hữu tỉ thực chất đó chính là chúng ta được cộng trừ gì? Hai phân số đúng không nào? Thì bây giờ trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần 2, đó chính là nhân và chia hai số hữu tỉ. Để nhân và chia hai số hữu tỉ thì thầy nhắc lại cái chỗ phân số trước để chúng ta nắm này. Về phân số chúng ta có A phần B nhân cho C phần D. Ở lớp 6 ta được học rồi, thì chúng ta lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu. Được chưa? Còn về chia, ta có A phần B chia C phần D, thì chúng ta sẽ nhân gì? Nhân nghịch đảo. Nghịch đảo của C phần D thì đó chính là D phần C. Sau đó chúng ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Đó, ta nắm thầy hai công thức này là coi như cái bài này là giải quyết xong. Nhân và chia thì học dễ nghe, dễ hơn cộng và trừ luôn á. Tại vì cộng và trừ chúng ta phải qua một cái bước nữa, đó chính là quy đồng. Khi mà nó khác mẫu thì bắt buộc ta phải quy đồng, nên là nó hơi lằng nhằng xíu. Nhưng mà nhân và chia thì rất là dễ. Cách nhân và chia hai số hữu tỉ hoạt động 3 này. Viết các hỗn số và số thập phân trong các phép tính sau dưới dạng phân số rồi thực hiện phép tính. Câu A, ta có 0,36, đây là số thập phân, nhân cho âm 5/9. Thì bây giờ chúng ta sẽ đưa cái 0,36 này về số thập phân bằng cách nào? Ta viết trở thành là 36/100 nhân cho âm 5/9. Bằng tiếp, ở đây chúng ta chia mấy nè? Ở đây chia 4, đây chia 4 thì trở thành là 9/25. 9/25 nhân cho âm 5/9. Cái đường nào? Bằng này, kem nhìn này. Nó có hai cách trình bày. Tới đây này, có hai cách trình bày. Nếu các bạn nào nhanh á thì em thấy 9 chia 9 đây hết, nghe bằng 1. Nó còn lại là âm 5/25. Âm 5/25. Tiếp tục chúng ta chia cho tử cho mấy? Tử cho 5, đây cho 5 thì ra được âm 1/5. Được chưa nào? 3 để âm 1/5. Bây giờ này, thầy giảng nó còn nháp được em hiểu phần này này. Ở đây cái này là nháp nhé. Cái chỗ mà 9/25 nhân cho âm 5/9 thôi. Ở đây nhân thêm nha. Đây nhân cho không phải phép chia thôi nhé. Thì em nhìn này. Cách 1, bạn nào không thấy gọi là kiến thức nó hơi gọi là bình thường tầm thường đấy, thì các em sẽ nhân 9 nhân cho âm 5 là bằng âm 45. Đúng nè, sau đó các em lấy 9 nhân cho 25. Chỗ này là bằng 225. Khi đó chúng ta sẽ thực hiện chia. Ở đây chia 45, đây chia 45. Thì đây sẽ bằng âm 1/5. Đây là cách 1. Thầy nói hai cách để mà bạn nào mà nhanh á thì làm theo cách 2 nha. 9/25 nhân cho âm 5/9. Thì em thấy 9 với 9 không? Ở đây chia 9, đây chia 9, chứng tỏ đây là còn lại số 1. Ở đây là số 1. Cái số 1 này thầy viết trên góc ở đây để làm gì? Để chúng ta ngầm hiểu. 25 với 5. Ở đây chúng ta chia 5, đây chia 5 thì chứng tỏ đây sẽ bằng 5 và đây sẽ bằng 1. Chính xác là âm 1, đúng chưa? Nhưng mà các em lấy 1 nhân cho âm 1 thì đây sẽ bằng âm 1. 5 nhân 1 là bằng 5. Xong. Sau này chúng ta sẽ làm là làm theo cách 2 này này. Chứ cách 1 này thì nó quá bình thường, quá tầm thường em nhé. Hiểu chưa? Cái này là nháp nha. Rồi bây giờ đi sang ở câu B. Đây, cách trình bày là chỗ này. Câu B đâu? Đây. Thấy câu B chưa? Âm 7/6 chia 1/5/7. Âm 7/6 để ghi lại. Chia ghi lại từ từ rồi những nghịch đảo sau em nhé. 1 nhân 7 bằng 7 cộng 5 là bằng 10. 12/7. Được đúng không? 12/7. Bây giờ chúng ta sẽ nhân nghịch đảo. Âm 7/6 ghi lại, nhân trở thành là 7/10. 7/12. Lấy âm 7. Tại vì ở đây chúng ta quan sát này, ở tử và mẫu này chúng ta chả rút gọn được cái gì cả. Không rút gọn được thì chúng ta bắt buộc lấy tử tử mẫu mẫu. Âm 7/7 là bằng âm 49. 6/12 là bằng 70. 72 xong. Nha. Từ khi chúng ta phải quan sát nhanh là xem thử, ví dụ như ở đây 99 rút gọn được này. Chứ không phải ngay chỗ đây chia mà thấy 77 rút gọn là sai á. Đây chia phải viết trở thành nhân cái đã. Hiểu chưa? Rồi, ta sẽ đi sang phần tiếp theo.
Ta có thể nhân chia hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi áp dụng quy tắc nhân chia phân số. Cái này biết rồi đúng không nào? Về phần ví dụ 3, cái này chúng ta tự xem nha. Người ta đưa 0,25 về này. Về bao nhiêu? 25%. 25% chưa rút gọn là ở đây chia 25, đây chia 25 bằng 1/4 này. Lấy tự nhân tử, mẫu nhân mẫu. Xong. Ở đây chưa tối giản, người ta chia 2, đây chia 2 này. Tương tự như vậy. Bây giờ thầy sẽ làm cho các em ở phần luyện tập 3 và luyện tập 4. Cái nào dễ thì làm nhanh, khó làm chậm, nguyên tắc là vậy. Câu A, -9/13 nhân ở đây cho -4/5. Nhân ha, thì ở đây các em sẽ lấy là gì? -9 nhân cho -4 trên 13 nhân cho 5. Âm nhân âm thì ra dương, nhớ này, âm nhân cho âm thì ra dương. Lấy 9 nhân 3 là bằng bao nhiêu? Các em 36. 13 nhân 5 là bằng 60, 65. Được chưa? Câu B, -0.7 chia cho 3/2. -0.7 thì người ta viết trở thành là -7/10. Chia ở đây cho 3/2. Chia thì nhân nghịch đảo trở thành là -7/10 nhân cho 2/3. Kênh thấy số 2 bị số 10 này không? Thấy không? Thấy đúng không? Như vậy ở đây số 2 này là bằng ngay chỗ đây, người ta ngầm hiểu là số mấy? Số 1 này. Đây là số 5 này. Lấy -7 nhân 1 là bằng -7 này. Ở đây số 5, 5 nhân 3 này, 5 nhân 3 bằng 15 này. Còn bạn nào không thấy được như thầy thì người ta nhân vô. Lấy -7 nhân 2 là bằng -14, 10 nhân 3 là bằng 30, nghĩa là nó ra được là -14/30. -14/30 chúng ta chia 2, tự chia 2 mẫu chia 2 thì nó vẫn ra được là -7/15. Hiểu chưa? Đó. Hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta chú ý này, phép nhân các số hữu tỉ cũng có thể tính có các tính chất phép nhân của phân số. Ví dụ như là cũng là tính chất giao hoán kết hợp rồi nhân với số 1. À, tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng. Các em phải hết sức lưu ý về công thức này. A nhân cho B cộng C. Thì em lấy A nhân cho B và lấy A nhân C. Lấy A nhân B cộng A nhân C. Và ngược lại, nếu A nhân B cộng A nhân C thì chúng ta đặt A ra chung, bên trong còn lại là B cộng C. Nhớ thầy hai chiều như vậy. Công thức này rất quan trọng để làm một số bài tính nhanh em nhé. Một số bài tính nhanh thầy lấy ví dụ. Ví dụ 2/3 nhân cho 6/5 cộng cho 2/3 nhân cho -6/5 chẳng hạn. Thì đây em thấy nó có 2/3 này, đặt ra chung ta lấy 2/3 nhân ở đây cho 6/5 cộng cho -6/5. Mà hai thằng này là hai số đối nhau, chứng tỏ 2/3 nhân cho 0 thì kết quả đây sẽ bằng 0. Bao nhiêu nhân 0 cũng bằng 0, mà bao nhiêu nhân cho 1 thì cũng bằng 1. Hiểu chưa? Cái này là lấy ví dụ bên ngoài em nhé. Ví dụ bên ngoài để thầy đang mô phỏng cái tính chất phân phối lại để em hiểu và nhớ lại. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi sang bài luyện tập 4, thấy chưa? Tính một cách hợp lý. Vừa mới nói xong, ok. Ta có 7/6 nhân cho 3, 1/4 cộng 7/6 nhân cho -0.25. Đúng không? 7/6 để đó từ từ đặt chung nha. Đây hỗn số đưa về phân số, lấy 3 nhân 4 cộng 1. 3 nhân 4 là 12, cộng 1 là 13/4 này. 7/6 nhân -0.25. -0.25 thì người ta đưa về -25/100, cứ để đó. 7/6 nhân 13/4 để đó nha. Thằng này để luôn. Cái này chia 25, đây chia 25 thì rút gọn trở thành là bằng gì? -1/4. Hồi nãy thầy đã viết cho anh em công thức rồi. A nhân B cộng A nhân C thì đặt A ra chung, thì ở đây anh em thấy có cái gì chung này? 7/6 nhân, bên trong còn lại là 13/4. Tại sao thầy mở ngoặc vuông? Tại bên trong thầy phát hiện nó có ngoặc tròn. Đó. 7/6 ghi lại. Cùng mẫu này, em lấy 13 cộng 1. 13 cộng cho -1 là bằng 12. 12/4. Đúng không? Mà 12 chia cho 4 thì bằng mấy? Bằng 3. Ok. Như vậy 3 với 6, thằng này rút gọn mất, đây còn 2, chứng tỏ kết quả bằng 7/.
Còn em không thích thì em nhân vô trở thành 24/6. Ở đây chia 3, đây chia 3 thì cũng bằng 7/2. Hiểu chưa? Ok. Rồi, ta sẽ đi sang là trang 13. Được chưa nào? Dạ, rất chi tiết luôn ha. Ở ví dụ 4 thì chúng ta giải ở cái bài mở đầu. Bữa nãy thầy đã nói rồi, ta tham khảo. Bây giờ nhiệm vụ thầy là giải cho em phần vận dụng 2 nữa là xong nha. Có hai tấm ảnh kích thước 10 x 15 cm. Đây em, hai tấm ảnh này được in trên giấy. Mà đây là hình gì? Hình chữ nhật đúng không? Ảnh trên kích thước 21,6. Đây, đây là rộng, là đây là dài này. Nếu cắt ảnh theo đúng kích thước thì diện tích phần giấy ảnh còn lại là bao nhiêu? Chứng tỏ là gì? Để tính cái phần còn lại này thì chúng ta sẽ tính tổng, tổng của cái phần giấy đây, lấy 21,6 nhân cho 27,9, chúng ta trừ đi cho hai cái ảnh này. Chứng tỏ chúng ta sẽ tính một tấm và nhân cho hai. Tính một tấm này là nhân hai, tại vì đây hai tấm. Sau đó chúng ta tính tổng của cái hình này, chúng ta trừ cho hai này thì ra được cái phần còn lại ở đây. Em có hiểu không? Như vậy thì ở đây em ghi thầy là diện tích một tấm ảnh là một tấm ảnh này. Đây là hình chữ nhật nên chúng ta sẽ lấy 10 x 15 là 150 cm vuông, được nè. Như vậy diện tích của tấm giấy là kem lấy 21,6 nhân cho 27,9. Cái này bấm máy tính đi. Sáu trăm lẻ hai phẩy sáu tư. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính cái diện tích phần giấy ảnh còn lại ha. Em sẽ lấy tổng, tổng của cái diện tích tấm giấy này là 602,64 này, em trừ đi mấy tấm, 1, 2, hồi nãy là 1 tấm là 150 thì 2 tấm sẽ là 300 đúng không? Nghĩa là người ta lấy 2 tấm này nhân cho diện tích 1 tấm là 150. Nó sẽ bằng, ở đây người ta trừ cho 2 nhân cho 150, còn lại là 302,64 cm vuông. Được chưa? Đó, đơn giản vậy thôi. Đơn giản thì chúng ta phải biết cách tính và suy nghĩ ha, chứ không này còn sẽ không ra. Về phần bài tập, hãy xem này. Luyện tập và luyện tập chung nữa các em ha. Nhiều thế chứ. Phần bài tập thầy sẽ giải ở trong một clip nha. Sau đó qua phần bài tập chung tiếp tục giải một clip tiếp. Rồi như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho em phần bài tập này. Chúc em học tốt, bye bye nha. Ok. Rồi xin chào các em ủng hộ cái kênh.